Xin chào các bạn, video này sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng con IC ULN2803. Thì con IC ULN2803 của chúng ta nó có 8 ngõ vào và 8 ngõ ra, được đánh số ngõ vào là từ 1B cho đến 8B, ngõ ra là từ 1C cho đến 8C. Thì ở trong con ULN2803 nó có 8 khối mạch và mỗi khối mạch của nó tương đương với lại cái phần mạch dùng để điều khiển relay của chúng ta ở đây. Nó có một con điện trở hàng dòng tại cực B, một con transistor và một con diode bảo vệ. Các bạn xem đây là sơ đồ tương đương của nó. Có 8 khối như thế này, ngõ vào của khối thứ nhất là 1B thì ngõ ra sẽ là 1C. Tương tự như vậy cho khối thứ hai và cho đến khối thứ 8 luôn. Thì cái nguyên lý hoạt động của mỗi khối như sau. Cái ngõ vào chúng ta sẽ nối với lại ngõ ra của vi điều khiển. Khi vi điều khiển của mình xuất ra mức 1 thì nó sẽ làm cho con transistor này nó hoạt động giống như là công tắc, là nó nối cái chân ở cực C của nó nối xuống mát, nối xuống mát, nối chân ở cực C nối xuống mát. Rồi các bạn sẽ gắn tải ở phía ngoài của cái khối này. Ví dụ tải cuộn dây, tải relay đi, thì các bạn sẽ nối một đầu của cuộn dây relay với lại chân ngõ ra của con ULN2803. Đầu còn lại của cuộn dây chúng ta sẽ nối lên nguồn, nối lên nguồn. Ví dụ relay 12V thì các bạn sẽ nối lên nguồn 12V. Và tại vì khi tín hiệu ra mức 1 thì con transistor này nó đóng, và nó và cái chân cái đầu âm của cuộn dây nó sẽ được nối xuống mát, còn đầu dương được nối lên nguồn. Do đó cái cuộn dây của cái relay nó sẽ được cấp điện, nó hoạt động giống như cái công tắc vậy các bạn. Còn cái chân com là cái con diode bảo vệ của 8 khối và nó được nối chung một đầu lại với nhau luôn, nó đưa ra một cái chân thôi gọi là chân com. Thì khi mà tải của các bạn là tải cảm, tức là tải cuộn dây, thì các bạn cần có một con diode bảo vệ. Và cái đầu com này các bạn phải nối lên chung nguồn với lại tải của các bạn, nối nối ngồi ví dụ tải là cái relay 12V thì các bạn phải nối chân com này lên chung nguồn với lại cái tải relay 12V luôn. Còn nếu tải của các bạn không phải là tải cảm thì cái chân com này các bạn có thể bỏ trống cũng được, không cần kết nối. Ở đây mình sẽ kết nối thử cho các bạn xem mà. Thay vì ở đây mình dùng mạch rời như vậy thì mình sẽ thay thế nó bằng một con ULN2803. Ngõ vào của nó được nối với lại ngõ ra của vi điều khiển, một chân ra của vi điều khiển. Ngõ ra của nó được nối với lại một đầu của tải, ví dụ ở đây là cuộn dây của cái relay, và đầu còn lại của tải sẽ được nối lên nguồn. Chân com là chân có diode bảo vệ phải được nối chung với lại nguồn của tải. Thì ở đây mình có tổng cộng là 8 khối, 8 ngõ vào, 8 ngõ ra. Do đó các bạn có thể sử dụng một con ULN2803 để các bạn điều khiển được 8 cái relay khác nhau. Ở đây mình chạy mô phỏng thử cho các bạn xem. Các bạn xem chức năng của nó hoàn toàn tương đương nè. Mình nhấn nút đèn nó sáng. Thì khi nhấn nút ngõ ra của vi xử lý là mức 1. Mức 1 được cấp vào đây thì cái con transistor nó sẽ được nối xuống mát các bạn. Con transistor ngõ cực C của con transistor nó sẽ được nối xuống mát. Thì cái ngõ ra của cái khối ULN2803 nó sẽ được nối xuống mát các bạn. Các bạn thấy cái trong 1C nó màu xanh nè, tức là nó ở mức 0 rồi. Nó là 0V. Và do đầu còn lại của tải chúng ta nối lên nguồn cho nên sẽ có dòng điện chạy qua tải. Thì với con ULN2803 này, cái nguồn của tải cao nhất các bạn có thể sử dụng đó là lên đến 50V ha. Cái tải ở ngoài lên đến 50V, các bạn có thể điều khiển đông ngắt được hết. Và dòng dòng cho phép hoạt động của nó là khoảng 0,5A. Tức là các bạn chỉ được xài tối đa là cái tải có áp là 50V và dòng là 0,5A thôi.
không được cao hơn. Và nó có tổng cộng 8 khối cho các bạn. Rồi, video của mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.